Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi đầu video mình gửi tới quý vị các bạn hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau đi trên con đường quốc lộ 1A thuộc địa phận của tỉnh Bắc Ninh quý vị các bạn nhé. Hôm nay trên video này mình tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn một cây cầu. Cây cầu này thì không phải là cây cầu vượt sông, cây cầu này cây cầu vượt quốc lộ 1A nằm trên địa phận của thành phố Bắc Ninh. Đây là một cây cầu cũng có cái biểu tượng mà mỗi khi quý vị các bạn có dịp lưu thông Lạng Sơn, Hà Nội trên tuyến đường quốc lộ 1A ấy, hoặc là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và ngược lại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn thì quý vị các bạn đều bắt gặp cái biểu tượng này. Cũng có rất nhiều người thắc mắc cái biểu tượng này thì là biểu tượng gì. Cái này thì trên nhiều trang mạng xã hội cũng có đăng rồi quý vị các bạn ạ. Mỗi người một cái trí tưởng tượng khác nhau. Hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn về chi tiết cái cây cầu vượt nằm ở địa phận thành phố Bắc Ninh này. Trước khi đến với phần chi tiết về cây cầu vượt và có cái biểu tượng nằm ở thành phố Bắc Ninh này, thì bây giờ mời quý vị các bạn ngắm một chút cái biểu tượng rất đẹp và cây cầu vượt ở đây nằm vượt qua quốc lộ 1A để vào thành phố Bắc Ninh nhé quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì mình nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn xem video rất nhiều. Qua video này mình cũng cảm ơn tới quý vị các bạn đã theo dõi video và luôn luôn ủng hộ mình để mình có những cái động lực ra những video cho quý vị các bạn xem. Qua video này mình cũng mong các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa thì đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình để mọi người biết nhiều hơn về cảnh đẹp của quê hương Bắc Giang, Bắc Ninh rồi là các tỉnh thành ở trong đất nước mình ta mình nói chung. Thank you.
Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi mình gửi tới quý vị các bạn hình ảnh cảnh đẹp trên cao của cây cầu vượt Bồ Sơn. Hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một cái biểu tượng của thành phố Bắc Ninh. Trước khi đến với phần chi tiết của cây cầu vượt và biểu tượng đẹp ở đây, thì bây giờ mời quý vị các bạn cùng quan sát con đường quốc lộ 1A. Như trên video quý vị các bạn đang thấy ấy, lượng xe lưu thông ở trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Bắc Ninh ngày nào cũng như ngày nào rất chi là đông. Đây là tuyến đường chính kết nối giao thông giữa các tỉnh. Chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút cái vị trí địa lý của Bắc Ninh nha quý vị các bạn nhé, để thấy Bắc Ninh là một tỉnh giàu như thế nào. Bắc Ninh là một trong những tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và là cửa ngõ phía đông của thủ đô Hà Nội. Tỉnh có địa giới hành chính tiếp giáp với các tỉnh Bắc Giang ở phía Bắc, Hải Dương ở phía Đông Nam, Hưng Yên ở phía Nam và thủ đô Hà Nội ở phía Tây. Đấy là cái vị trí địa lý của Bắc Ninh nha quý vị các bạn. Hôm nay mình quay gửi tới quý vị các bạn hình ảnh video về cái biểu tượng của cây cầu Bồ Sơn đây. Quay trở lại đây, cái cầu Bồ Sơn ở biểu tượng đẹp mắt ở đây thì cầu Bồ Sơn là một trong những công trình giao thông đặc biệt nằm ở thành phố Bắc Ninh. Cầu đã hoàn thành vào năm 2014. Cầu này trở thành một biểu tượng quan trọng và đẹp mắt, góp phần quan trọng trong việc phát triển giao thông của thành phố. Nó tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát triển của thành phố Bắc Ninh. Quý vị các bạn thân mến, Bắc Ninh là một tỉnh nhỏ nhất so với lại các tỉnh trong đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng lại là một tỉnh có giàu cái truyền thống văn hóa và các làng nghề nha quý vị các bạn nhé. Đây thì có thể nói là Bắc Ninh là vùng đất trù phú, vốn xưa là Kinh Bắc ấy, nổi tiếng với nhiều làng nghề, các lễ hội dân gian phong phú diễn ra hàng năm. Vào năm 1822, xứ Kinh Bắc được nhà Nguyễn đổi tên thành tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 10 năm 1962, theo nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tỉnh Bắc Ninh sáp nhập với tỉnh Bắc Giang và thành tỉnh Hà Bắc đấy quý vị các bạn. Từ đó Bắc Ninh còn có cái tên là một trong những đơn vị hành chính của tỉnh Hà Bắc và được gọi là thị xã Bắc Ninh. Sau đó đến tháng 6, ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 9, kỳ họp thứ 10 đã ra nghị quyết tái lập tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh ở vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường không. Các tuyến đường huyết mạch quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, quốc lộ 38, đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Quảng Ninh nối liền Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại khu vực phía Bắc Việt Nam, với cảng hàng không quốc tế Nội Bài và liên thông với các trục đường quốc lộ đến mọi miền trong cả nước. Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi mình cung cấp một chút xíu tư liệu về vị trí địa lý rồi là một chút văn hóa lịch sử tỉnh Bắc Ninh thôi. Nếu mà nói về tỉnh Bắc Ninh thì phải nói một video rất chi là dài. Hôm nay quay lại với chủ đề về cây cầu. Ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay vẫn còn tồn tại 3 cây cầu đá cổ khá nguyên vẹn, đó là cây cầu đá nằm trong khuôn viên đền Lũng Khê, thôn Lũng Khê, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành thuộc khu vực thành cổ Luy Lâu. Cây cầu đá thuộc địa phận giáp danh giữa hai thôn Thuận An và Đức Nhân, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là cái video một chút hình ảnh về giới thiệu cái kiến trúc, cái thiết kế của cây cầu Bồ Sơn bắc qua quốc lộ 1A đi vào thành phố Bắc Ninh. Ngoài ra còn ở Bắc Ninh còn có một cây cầu vòm thép rất chi là đẹp với vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Đây là một cây cầu hiện nay mình có thể nói là đẹp nhất ở các tỉnh ở phía Bắc mình rồi, cây cầu vòm thép. Cây cầu đây vòm thép này thì có vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng, được bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 2018. Đến ngày 11 tháng 10 năm 2023 thì cầu Kinh Dương Vương bắt đầu cắt băng khánh thành. Video này mình sẽ gửi tới quý vị các bạn ở video sau. Quý vị các bạn nhớ đón xem và theo dõi. Video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Quý vị các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình. Mình cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.